sau một lần điều trị thì bác cảm giác như sao rồi? Hai lần chữa trị rồi, bây giờ bác cảm thấy là nối cảm tưởng trong lòng mình coi. Rồi tối ngủ thì sao? Tối ngủ say lắm. Thôi chúc mừng bác nha. Thầy. Rồi xin cảm ơn thầy.